Vâng, Hồng, xin chào tất cả các bác và tất cả đây. Các bác đang cần một sản phẩm đại công suất trung bình chơi được full bát 30 40 nhưng mà giá là bình dân, thì hôm nay bên em của Hồng sẽ lên cho tất cả bác chi tiết một sản phẩm này để các bác tham khảo. Đấy. Rồi, ok, sản phẩm ngày hôm nay đó là sản phẩm BYC 800X nha bác nha, một con hàng cực kỳ là chất lượng cho tất cả bác, với chất âm hay, được sản xuất tại Mỹ và như là có một mức giá rất là hợp lý cho cả bác chơi gia đình, cho được full bát 40, bát 30. Đó. Đối với dòng B-Way CS 800X thì nó sẽ có nhiều model như là CS 800 trơn, 800X rồi 800S. Đấy. Nhưng mà về sản phẩm chất lượng nhất. Nói về sản phẩm chất lượng nhất thì ta vẫn phải nhắc đến là cái con BYC 800X này, và hàng thì bên em hiện tại đang có một con để phục vụ cho các bác với mức giá đầu tư cho các bác là 8.200.000 đồng. 8.200.000 đồng bên em đã bao cước và tặng kèm theo cho bác là một bộ dây ba lăng. Đây, hàng bên em tiến về cho các bác với tình trạng là đẹp nha bác nha, hàng bãi nhưng mà nó vẫn còn đẹp theo thời gian. Đấy. Ở đây thì có giá mặt nó này hầu như là rất là đẹp. Tất cả các chữ, các ký hiệu vẫn còn rất là đẹp, vẫn còn sáng đẹp nha bác nha. Đấy, mặt phía trước nó đây, quai sắt rất là hầm hố nha. Con này sở hữu là size 2U nha bác nha, size 2U. Đấy. Vâng, và trên nắp lưng thì có thấy là phía trên thì nó sẽ, cái nắp lưng là cái phần nó sẽ gọi là nó có nhiều những cái vết xước nhất ở trên những cái con đáy. Đấy, và bên em đã sửa ba lại nha, ba lại chữ nghĩa vẫn còn rất đẹp rõ ràng cho cả bác hết nha. Đấy. Hàng bãi thì nó không tránh khối nha bác nha, các bác chơi hàng bãi thì các bác không tránh khối những cái này rồi. Còn các bác mà muốn hàng mà không xước xác, không lông mèo lông chuột thì đó, thì các bác chỉ có vào trung tâm điện máy các bác mua hàng mới, hàng còn nguyên hộp, vừa sản xuất luôn á, mà hàng mới đó thì nó sẽ còn nguyên hộp, nguyên đai nguyên kiện cho các bác, thì nó sẽ không trả xước. Còn hàng bãi thì nó không bao giờ tránh khối, hàng đã qua sử dụng bên nước ngoài và theo thời gian thì nó cũng đã rất là nhiều năm rồi. Đấy. Theo thời gian sản xuất thì nó cũng rất là nhiều năm rồi, vài chục năm. Đấy. Nên là 10 năm, 20 năm, 30 năm thì cũng tùy theo hàng nha các bác nha. Đấy. Nên là các bác mà muốn mua mà nó các bác có điều, có nhiều bác rất là khó tính mua hàng, thì hàng bán hàng chất lượng nhưng mà báo là phải đẹp, lòng lành, không tùy vết. Đấy. Đấy, không tùy vết và không trời xước thì nó rất là khó. Nó có chứ nên không không phải là không có nha bác nha. Đấy, có hàng đó nhưng không phải không có, nhưng một cái số lượng hàng đó để mà có về Việt Nam thì nó cực kỳ là rất là ít. Đấy, mà đôi khi nó mới gặp thôi, chứ còn hàng về thì lúc nào nó cũng phải có trời xước, không bao giờ tránh khối, thì hàng bãi đã qua sử dụng. À, quan trọng là mặt đẹp này bác nha, quan trọng là mặt nó đẹp này, và ruột gan là xuyên nguyên bản và ruột gan là còn mới đẹp đó. Chứ còn cái nắp lưng, em nói với các bác, cái nắp lưng này các bác về các bác bó vào trong tủ, trong kệ, hoặc là các bác kê cái con vang lên này, con micro hoặc là cái con EQ lên, thì chả ai thấy cái nắp lưng này. Đấy. Quan trọng là về mặt trước nó này, thì nó này, là đẹp này, và nội thất ruột gan nó là zin, phải zin xịn, và cũng như là có thể là nó hoàn hảo như thế này. Đấy. Đó là cái phần nội thất bên trong của con BYC 800X nha bác. Đấy. Tăng phô thì có thể là vàng ống ánh luôn, nồng lạnh. À, rất là đẹp nha. Đấy. À, phía dưới này là tụ này. Đấy, da nhựa thì không có thấy da điện này, nó được bó rất là kỹ cao, gọi như là dây còn mới tinh, cái tinh nha bác nha. Đấy, nó chất lượng, dây là dây Mỹ thì các bác yên tâm rồi. Đấy, linh kiện Mỹ này, có tha, vĩ mạch của nó, linh kiện da bìa là còn rất là mới.
chạy 20 con sò Motorola nha bác nha. Sò đây, sò của bác thấy là nó còn tránh đẹp nha bác nha. Đó. 20 con sò Motorola. Con này thì có công suất là 600W trên 1 cơ nhân 2 và công suất bô. Đấy. 8 ôm nó là 400W nha bác nha. 450W. Đấy. Hàng rất đẹp nha. Vâng, và ngoài đèn sau thì có thấy là đây BYC800X nha, hàng Bắc Kinh Yuna sản xuất tại Mỹ luôn. À, đường tín hiệu đầu vào nó là 6 ly đây. À, phía dưới là quạt gió. Cái này đường tín hiệu đầu vào kênh A cũng là 6 ly. Đường ra lo thì nó sẽ sử dụng là đường bắp chuối có chim thông dụng và cũng như là đường 6 ly. À, con này thì sử dụng hai nguồn điện là 220 và 240V nha bác nha, 220 và 240V. Ở đây thì nó có một cái nút gạt cầu điện có sẽ chuyển ở đây. Nguồn điện con này thì 220 đến là 240, các bác sử dụng điện nào được nha, 220, 230, 240 được vô tư. Công suất tiêu thụ điện là 1300W nha bác nha. Bên em thì chỉ có một con này thì về dòng sò sắt thì tất tiếng nó ra cực kỳ là hay, tất tiếng rất là chi tiết sạch sẽ, đặc biệt là cái về cái phần dây cao, dây mic và dây chép thì nó ra dây mic nó rất là tròn tiếng và cũng như là nó dày, dây mic nó dày và còn dây chép thì nó tiếng nó rất là nhuyễn và sáng nha bác nha. Rất nhuyễn và sáng. Thì các bác nghe dòng sản xuất thì nó sẽ chi tiết, nghe nó tí tách, nghe nó rất là hay. BYC800X hiện tại thì bên em đang còn một con, số series nó là 718 nha bác nha. Số series là 718. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. 8.200.000 đồng bao cước và tặng kèm theo bộ giá bên lắp. Em tiếp tục lên cho cả bác chi tiết hai con đại Mỹ nữa nha bác nha. Dòng này là dòng đại khống của một hãng thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, đó là thương hiệu EV Electric Voice của Mỹ nha bác. Thì hai thương hiệu này thì thương hiệu này thì cái model 1212 là model lớn nhất. Nó có model là Q66 này, Q99 và Q1212. 1212 là một cái model cho công suất cao để cho các bác chơi full đôi kép nha bác nha. Đó. Thì bên em hiện tại thì đang có hai con. À, có hai con đây, dây nguồn nó là dây nguồn rời nha bác nha, dây nguồn rời đó. Thì với sản phẩm Q1212 thì hiện tại bên em đang có một cái mức giá cực kỳ là tốt cho cả bác để bác chơi, thì em sẵn báo giá luôn cho cả bác để các bác chơi nha. Thì con Q1212 này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 12.500.000 12.500.000 thôi nha bác. À, các bác chơi thì alo cho em này. À, dòng đại hai kênh với công suất đầu ra nó là 800W trên kênh ở 8 ohm và 1200W trên kênh ở 2 ohm nha, ở 4 ohm nha bác nha. Đấy. À, vâng, và em sẽ đi vào chi tiết từng kênh để cho cả bác cùng xem. Con đầu tiên thì ra cũng thấy là về hình thức của nó, hình thức những con này đều đẹp hết nha bác nha. Hàng là bao cho cả bác là nguyên bản, chưa qua sửa chữa và cũng như là chưa qua giảm tút sơn tút thì nha bác nha. Đấy. Hai lần chiếc áp trên hai bên đèn tín hiệu logo EV 1Q1212 công tắc nguồn này nha. Bật lên là off và bật xuống là on. Với thiết kế nó là thiết kế, với một cái thiết kế cực kỳ là thanh mảnh và cũng như là sang trọng, thì dòng này nó sử dụng size nó là size 1.5 nha bác. 1.5. Đây, rồi em sẽ tháo nắp ra. Lắp lại cho bác xem nha. Đó là cái nội thất phiên trong của máy nha bác. Đấy, nội thất phiên trong của máy thì tất cả hai con là đều như nhau, về độ đẹp cũng như là độ mới là như nhau. Đấy, con này thì sử dụng mặt cần lát hát với hai quỹ mặt hai bên, mỗi quỹ của nó sẽ chạy 2, 4, 6, 7 bên, mỗi quỹ của nó là 14 con. Bên này 14 con là 28 con sò, kèm theo đó là 36, kèm theo đó là 12 con bù áp nữa nha, 12 con bù áp. Đó. Đã đẹp quá nha.
1 2 3 4 5 6 7 nha. Rồi kiểu đó là 1 2 3. Bên này 3 là 6. 6 với 7 là 13 con. Đó. Xin lỗi bác, 6 với 14 là 20 con. 20 con bên này 20 con tổng cộng nó 40 con. Đấy. Ở ra thì mỗi vé nó là 2 4 4 tụ và bên này là 4 tụ. Mỗi tụ của nó chỉ số là 10.000 mi nha, 10.000 mi. Tất cả hàng bên em là bao riêng bán nhé. À, rất đẹp, tăng khu một xíu, to, bự, công suất lớn, hai quạt ở hai bên, quạt nó là quạt cảm biến nhiệt, quạt cảm biến nhiệt nha. Khi nóng thì nó sẽ chạy và khi mát thì nó sẽ tắt quạt, quạt chạy cực kỳ là êm, quạt rất là êm luôn. Rồi, ngồi lên sâu, con này thì cũng rất là lạnh nha. Ngồi lên sâu thì có thắng này. EV Electro Boy Q1212 đó. Điện là 220V, hàng được thiết kế và sản xuất, được thiết kế và kiểm định theo tiêu chuẩn của Germany và được lắp ráp tại China đó. Những dời này thì nó đều lắp ráp tại China nha mấy nhá. Đường đầu ra thì nó sẽ sử dụng là cổng Neutrik theo thiết kế của hàng Mỹ. Hàng này là hàng chất lượng nha bác, hàng chất lượng chứ không phải là hàng China đéo đâu. Nên là bác yên tâm, hàng này là hàng xịn luôn. EV là nó một thương hiệu là nổi tiếng của Mỹ nha, nhưng mà nó sẵn được thiết kế sản xuất là theo nhiều nơi ở Đức này. Đường tín hiệu đầu vào của nó thì đường input là đường canon cái và canon đực nhỏ nhé. Input là canon cái và output là canon đực, có thể liên xuống một cục đại khác. Đấy. Còn đây là công suất của nó nha, 1200W nhân 2 trên kênh 4 ohm, 2400W ở chế độ mono nha. Chế độ mono con này thì lên đến 2400W, công suất rất là lớn để cho bác chơi full, chơi sub. Rồi em chuyển qua con thứ hai. Con thứ hai thì cũng bỏ nha bác. EVQ1212, hàng cực đẹp cho các bác để các bác chơi. Giá hàng công suất lớn nhưng mà giá này rất là tốt. Đấy, công suất lớn nhưng mà giá rất là tốt nha. Đây, tháo bên trong luôn cho các bác xem. Tất cả là hai con nó đều như nhau, hai con đều như nhau hết nha bác nha. Tăng phun một xíu, 4 tụ, 8 tụ và như là 20 mỗi con, 20 sò mỗi vế. Đấy, bên này cũng thế nha, chất lượng giá rất là tốt. Đấy. Các bác hiện tại đang muốn một cái con đói công suất lớn mà giá tốt thì liên hệ cho em nha. Sở hữu những dòng EV chất lượng như thế này chất âm rất là hay, việc là dòng chạy sò than và điện nó là 220-230V với cùng phân khúc công suất như thế này với những con WC DBL thì giá nó cao hơn là những dòng EV này, nên là các bác chơi thì các bác có thể cân nhắc qua lại. Chất tiếng thì tiếng dòng EV thì nó rất là sáng, tiếng rất là hay, bass lực gọn, bass lực tiếng sâu gọn nha bác nhé. Rồi cả hai con đều đồng giá nhau nha bác nhé, hai con như nhau đồng giá nhau, đều là hàng xịn hết nha bác, đều là hàng xịn riêng nguyên bán, nên em cam kết cho cả bác là bao riêng nguyên bán nha. Không bao dinh thì tặng luôn cho cả bác con đói này. Đấy, tặng luôn của nó tiền nha, bao dinh như bán hết. Đó, bên em chỉ còn hai con, chạy điện là 230V. Đấy, 230V nha, hàng rất là đẹp. Ô
ok nha. Để mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho Quang qua số điện thoại là 0366487 hoặc là 0393149 nhé. Các bạn Zalo, Facebook qua số điện thoại 07 ạ. Về những mẫu đáy EV thì tại dòng EV thì bên em chỉ còn lại một con, hai con này với lại một con B1202 được sản xuất tại Đức, cũng như là nó sử dụng hai kênh, một kênh full, một kênh sub. Giá nó thì cũng tương đương với những dòng này, thì các bác nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ cho Phong. Đây EV1202 đang để kể nha bác nhé. Đấy, 1202 rồi. Em xin gửi lời chào và tạm biệt tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video nha. Em xin cảm ơn.